Truyện tranh Trạng Quỳnh Trời Ngắn Màu Chọn Lọc, tập 41. Lương Vàng, Người Còn Bất Hiếu, Pháo Mày Gió. Ha, ta bắt được một con lươn màu vàng. Con lươn này đắt tiền lắm đó. Từ từ, đợi ai mua giá cao thì bán. Vậy là còn một con lươn vàng nữa ở dưới ao nhà mày đó. Sao mày biết? Con này là con cái, phải có một con đực nữa. Có vợ phải có chồng chứ. Sao mày biết nó là con cái? Cái mặt nó giống mặt của mày, mà mặt của mày giống con gái. Xì ra nó là lươn cái. Tào lao, dám nói mặt tao giống con gái. Đứa nào bắt được lươn vàng, tao mua 1 đồng. Rẻ lắm, con không bán. Tao mua 5 đồng. Cũng còn rẻ, con chưa bán. Đưa tao coi có phải là lươn vàng thật hay không, rồi mới mua. Đúng rồi, lươn vàng thật. Đây là lươn để dành cho vua chúa, tao tịch thu. 5 đồng không bán để giờ không có đồng nào. Làm sao bây giờ hả Quỳnh? Ông Lý lấy rồi biết làm sao. Tại mày có vật quý mà khoe tùm lum. Mày nói còn con lươn đực, tao ráng bắt. Tao nói giỡn chứ không có đâu, đừng có bắt mất công. Kệ tao. Có nè, có một con lươn vàng nữa nè. Hay, ao của nhà mày sao có lắm lươn vàng vậy? Ha ha, ý trời. Tao sẽ tặng ông Lý một bài học. Xuống bắt thêm một con lươn nữa. Đèn thui không phải lươn vàng. Đem lên đây. Giấu kỹ con lươn vàng đi. Sơn vàng con lươn đen. Sao nó bơi không nổi vậy? Người nó bị dính sơn nên bơi không được. Không sao đâu. Thằng cù nèo lại bắt được một con lươn vàng nữa kìa. Đưa con lươn vàng cho tao, để tao nộp cho chúa thượng. Hà hà, có tới 2 con lươn vàng. Giàu to. Ông Lý Kẹo có 2 con lươn vàng hả? Bảo ổng nộp cho ta ngay. Hít, trời đánh đứa nào lễ mép mét với hoàng huyện 2 con lươn vàng. Bẩm, em mua 2 con lươn này mất 20 đồng mà. Kệ ông, ta tịch thu để dâng lên chúa thượng. Buồn ghê. Ông Lý, quan gọi kìa. Con này là lươn vàng giả, sơn tuột hết rồi nè. Ông giấu lại 1 con, đưa cho ta, mau. Đâu có ạ, em mua 2 con, đưa hết cho quan rồi. Về nhà lấy con lươn màu, đừng có xạo ta. Lươn vàng đâu nữa mà lấy? Thằng cụ nèo có 1 con lươn vàng nữa đó, ông Lý ơi. Đưa con lươn vàng cho ta. Làm gì có, tụi nó nói xạo đó. Không đưa tao đánh. Ông Lý đánh thì đánh, chứ còn không có con lươn vàng nào nữa. Thôi, không đánh, tao mua. Dạ, con bán 10 đồng, ông Lý chịu thì đưa tiền rồi con đi lấy. Tiền nè, quỷ. Thiệt hay giả đây? Bảo đảm thiệt ạ. Bẩm, lương vàng thiệt đây ạ. Đúng là lương vàng thiệt. Đánh Lý Kẹo 5 hẹo vì tội dám giấu lương vàng thiệt. Đưa con giả cho ta. Ui da. Đã mất tiền lại còn bị đòn. Hít. Ông Lý ơi, thằng cụ nèo lại bắt được con lương vàng nữa kìa. Kệ nó, cho tao cũng không thèm lấy. Lấy của người làm của mình thì trời cũng lấy đi à. Đi bắt vé không? Ừ, đi. Chắc chứ hàng này có vé. Có. Đùi hả? Không thấy gì đây hả? Có gì đâu. Vết rắn trườn xuống. Đây là hàng rắn. Ha, sao tao ngu quá ha. Chớ mày có khôn hồi nào đâu. Đi chỗ khác mau đi. Hàng này chắc là hàng rắn. Ngu nữa.
Ê, tao phải nói vậy để rủi đây là hàng rắn thì mày khỏi đánh tao. Suýt, có ai đang nói chuyện ở sau bụi cây kìa, lại đó nghe. Nghe lén là một thói xấu, biết đâu là kẻ xấu đang âm mưu gì thì sao. Cha của anh già rồi, em về làm vợ anh, phải hầu hạ cha của anh, em sợ lắm. Thôi thì đợi cha của anh quy tiên rồi hẳn làm đám cưới. Vậy thì để anh đưa cha lên núi ở. Chạy đẹ kẻo bị trời đánh lây. Sao vậy? Anh muối bất hiếu, thế nào cũng bị trời đánh, ở đó sẽ bị vạ lây. Anh muối muốn đưa cha ảnh lên núi, nhưng cha ảnh không chịu đi thì sao? Ảnh sẽ tìm cách gạt ông cụ, ví dụ như anh muối nói đưa ông cụ đi chơi, rồi bỏ ông cụ trên núi. Còn cái gì mà ác thế? Ta phải nói cho ông cụ biết để ông cụ đề phòng. Anh muối có rủ đi chơi thì không đi. Vậy hả? Thằng muối muốn đem ông bỏ lên núi hả? Dạ đúng vậy ạ. Anh có rủ ông đi chơi núi thì ông đừng đi ạ. Có ích gì đâu. Nó đã muốn vậy thì cứ để nó làm. Nó không dụ ông được lần này thì nó sẽ tìm cách khác. Thôi thì số ông như vậy, ông phải chịu thôi. Ừ, tội nghiệp ông quá. Thế này, còn có cách này có thể làm anh muối hồi tâm. Ông đợi con một chút. Ông cất gói đậu đen này trong người, rồi ông làm như vậy, con nghĩ là anh muối sẽ biết lỗi. Ừ, để ông làm thử, cảm ơn con. Người ta làm lễ cầu mưa ở trên núi vui lắm, để con cõng cha đi xem. Mệt quá, nghỉ một chút. Ủa, ai rải đậu ở đây? Hình như là cha rải đậu phải không ạ? À? Ừ, cha rải đó. Cha rải đậu làm gì vậy? Cha sợ lát nữa con trở về một mình sẽ bị lạc đường, nên cha rải đậu làm dấu. Ở đây nhiều thú dữ lắm. Sao cha biết con sẽ trở về một mình? Thì cha ở lại trên núi, con về một mình thôi. Cha biết con sẽ bỏ cha trên núi à? Biết, mẹ của con báo mộng cho cha như vậy. Cha không oán con sao ạ? Con đối xử tệ như vậy mà cha vẫn thương con. Chỉ có con oán cha mẹ chứ cha mẹ không oán con cái. Lúc nào cha mẹ cũng thương con. Để con cõng cha về ạ. Con biết lỗi, xin cha tha tội cho con. Sao anh chưa cưới vợ? Tao bận lo cho cha tao, chuyện không mắc mớ tới mày. Ha ha, đem giao thừa tao sẽ đốt quả pháo này cho thiên hạ biết mặt. Quả pháo của nhà ông mày đắt tiền lắm đó. Làng mình chắc không ai dám bỏ tiền mua quả pháo này đâu. Hừ, ai cũng khen lão mày, tức ghê. Lấy tiền đâu mà mua quả pháo như lão mày? Thua lão chịu không được. Được, ta có cách để không thua lão mày. Làm cho tôi một quả pháo to, cao thế này mà không có thuốc pháo, bao nhiêu tiền? Không có thuốc pháo thì làm sao nổ? Kệ tôi, bao nhiêu tiền? Không có thuốc pháo thì rẻ lắm, 5 hào. Tiền đây. Ra đây tao dặn. Mày có nhiệm vụ, hễ thấy tao định châm lửa đốt pháo thì phải ngăn lại, rõ chưa? Dạ rõ ạ. Tao sắp đốt pháo nè. Ông ơi, ông đừng có đốt. Đốt bây giờ tới giao thừa lấy gì đốt? Tao mua quả khác. Bà chưa cho đốt ạ. Vậy thì thôi. Ông mày với ông gió canh đua nhau quả pháo, tức cười ghê. Ông gió không có tiền nên làm quả pháo giả để hù ông mày, chứ đốt đâu có nổ. Mấy ông này hàng xóm mà ăn thua nhau làm chi vậy? Mắc cười ông gió kìa, không có tiền mà cũng bày đặt hơn thua với người ta. Theo tao, chọc ông mày với ông gió một trận chơi.
Chán mày kìa, tối 30 cũng không để tao ở nhà cúng ông bà. Quậy đầu năm lấy hên. Khiêng quả pháo của ông mày qua nhà ông gió. Khiêng quả pháo của ông gió qua nhà ông mày. Chờ xem tuần đem giao thừa. Tới giờ giao thừa rồi, đốt pháo nè. Xì. Ủa, sao nó không nổ? Pháo dỗm, ha ha. Pháo của lão không nổ, mình cũng có quyền không nổ, xem như huề. Ông ơi, đừng có đốt. Đừng có cản tao, tao đốt nè. Ông ơi, pháo của ổng là pháo giả, không nổ đâu. Ông qua chọc ổng đi. Pháo dỗm còn lâu mới nổ, ha ha. Xì, ầm. Ủa, sao nó nổ?